con nó là tắt điện thoại đi. Không, con quay để con đăng lên kiếm người con, người ta biết con thuộc thì người ta còn còn nuôi ấy, kiếm người nhận nuôi ấy. Không, người ta tưởng con nói xạo. Để chú thả xuống đây con đưa tiền chú luôn. Chú thả trước đi con. Không, con thì chú đi chú mua bán hoài chú biết đâu. À, đây là nói lung tung. Đây là 2,5 triệu, nãy mình đưa cọc chú 1 triệu rồi. Giờ 2,5 triệu mình đưa chú là cứu 5 bé này. Chú đếm lại. Đúng không chú? Đây là đủ. Đây là cái này chưa đủ như là 15 này. 15. Con thể rút hết tiền trong tài khoản rồi đó. Tài khoản con còn 2,4 triệu. Tiền đổ xong còn có 100 ngàn con bỏ luôn đấy. Cảm ơn chú. Chú bán cái sinh hoạt không có gì hết, các con có được cũng không giúp phải thẳng thắn phải trong nhà. Con mình con đăng lên kiếm người nuôi chứ con cũng không nuôi được. Cái này con là cái gì cũng được. Cái này công ty mà đâu được nuôi đâu. Chú đi mua bán con có lòng con thôi, cứ việc mua con không sinh gì hết. Rồi vào đây nuôi nhá, ống nhá. Được rồi, thả luôn này. Cứ thử thả xuống này đi. Đó. Cứ thả vào đi. Và con nữa. Giữ rồi, con này giữ rồi chú. Không có con nào giữ hết. Chú thì không có con nào giữ hết. Cứ thả nhẹ thôi, ta đau không chú. Có sao hết con chứ kìa. Đau quá. Kê cái gì nữa? Cái này chú chở đi cả ngày hay sao vậy? Đi mua từ sáng rồi mà con. Để con tắm cho nó sợ nó bệnh. Con được rồi, tí nữa con tắm sao? Mình nhát này. Được. Không sao con ơi. Được phóng sinh này nó tốt rồi. Không sao con ơi. Con ơi không sao hết. Con ơi không sao. Đừng sợ nha. Không sao con ơi, đừng sợ. Con không sao. Rồi, cảm ơn chú. Đã được việc tốt. Dạ. Chào tất cả mọi người. Thì hiện tại bây giờ là cũng là 11 giờ khuya rồi cả nhà. Thì mình trước lúc đó một tiếng thì mình nhận được cuộc điện thoại của một chị gái nha cả nhà. Thì chị gái này đã bỏ cái số tiền ra để cứu 5 con bé này trên đường đến lò mổ đó cả nhà. Thì cả nhà cùng hãy nghe cái chị gái này chia sẻ nha cả nhà. Chào chị. Chị tên gì ha chị ha, để em tiện xưng hô ha chị ha. Chị tên Hoa ha. Chị Hoa, chị có thể chị có kể giùm em về cái sự việc mà lý do tại sao mà chị gặp được 5 con bé này hả chị? Có một con chó khác bị mấy người khác đuổi theo. Bắt xong em cũng dừng lại em ngó thấy mấy người sợ quá, mấy người đó em không bắt nữa em bỏ đi, thì em quay lại thì bé chạy cũng mất tiêu rồi. Thế xong em đang đứng thấy chú kia cũng chạy rồi, sợ con chó này đi này, thế em thấy thương con đuổi theo chú thì em hỏi thì chú kêu là
bảy con là 7,5 triệu. Nếu em có 1 triệu mặt tiền mặt thôi. Ừ. Em kêu chú bớt lại 2 triệu mấy thôi. Mà chú không chịu. Là nhất quyết là không bớt ha. Không bớt. Thế là phải đi rút tiền. Trong tài khoản là còn có 2,4 triệu. Dạ. 2,4 triệu là còn 100, trong chú còn 100 nghìn xong là đưa hết luôn. 3,5 triệu đưa hết cho chú, không còn đồng nào. Dạ. Kêu chú nhờ mãi chú cứ chịu trở về nhà. Dạ. Chú bắt là cho bà bao rồi mang về nhà. Dạ. Chú kêu chú có việc. Thì chị gặp cái chú đó trên đường nào hả chị ha? Trên đường cái đường đi cầu Phú Mỹ thẳng ra đó. Cầu Phú Mỹ đi thẳng ra hả? Đến cầu hướng quận 2 á, cầu Phú Mỹ. À, là chị phát hiện mấy bé này trên đường xuống lò mổ là ở phía quận 7 hay là quận 2? Hướng quận 7 ra quận 2 nhưng mà là à là đường 2. Đường Đồng Văn Cống hả? Phải đường Đồng Văn Cống. Mấy đường gì nhưng mà cứ đấy là đường cầu Phú Mỹ thẳng. Ờ. À, nhưng mà năm con bé này là chị thấy là con bé trên đường xuống lò mổ đúng không? Là mấy người mà hay đi bán trái dạo gì đúng không chị? Dạ. Thì chú đến là đi bắt, từ sáng giờ đi bắt như thế này nè. Ờ. Mang là mẫu. Ờ. Là chị có hỏi trong cái thời gian mà chị chặn xe là chị có hỏi cái chú đó là mua mấy bé này để làm cái gì không? Dạ, em hỏi là chú mang bánh đi đâu, chú kêu là mang bánh cho người ta không cần biết. Ờ. Không biết làm gì, người có mua không thì mua thì thôi. Chú kêu là bây giờ nếu mà muốn phóng sinh ấy thì thay thì cứ mấy này thì quyên góp cho chú chị em một cô gì kia thẻ mấy này ra nó dặn bản người ta cái nên tôi là không em thuộc về em biến chủ đi đó. Ờ. À, thì không biết là thấy tội thì em bắt em chỉ chuột thôi. Dạ. Thì nói chung thì chị đã giang tay ra chị cứu năm bé này. Thì năm bé này chắc chắn thì từ đây sắp tới là nó sẽ được cái cuộc sống hạnh phúc. Em không cảm ơn năm thì dặn mưa tụi nó thì em không biết là sao nữa. Ờ thì không nuôi được. Ờ. Mà ý là cho chị cho em hỏi một cái. Không biết là cái lý do gì chị biết cái số phone của em mà chị gọi cho em ha chị ha. Em đăng lên mấy cái hội cứu trợ chó mèo. Ờ. Ở Sài Gòn Upline nuôi chó đó. Ờ. Gọi cho anh. À là trên những cái hội đó người ta dạ. Cho số phone của em ha chị dạ. Ha. Dạ. Thì tội quá. Dạ. Năm con bé này mà không biết chị có hỏi cái chú mà bán chó á dạ. Thì có hỏi cái lai lịch của lý lịch của mấy con bé này là từ đâu mua từ đâu ha chị ha. Em cũng không quan tâm, chỉ cần chuột thôi chứ không quan tâm là lấy từ đâu. À, dạ. Thì tại em thấy năm con bé này nó cũng giống như trong gia đình hay như thế nào, em thấy nó nhỏ nhỏ nó bằng cỡ không à. Mà nghĩ sao không biết, mà tự nhiên cái tụi nó như vậy mà đi bán không biết đứa nào cái mặt cũng dễ thương hết trơn á. Là trong cái chuồng nó còn 5 bé luôn hả chị? Dạ. Chú kêu là không có tiền để chuột 2 đứa thôi. Chú em thôi con muốn chuột hết chú, chú chuột hết luôn. Dạ. Là chị chắc chắn thì chị đã giang tay vậy rồi thì chị là cũng là một người yêu thương động vật rồi. Nhưng mà sao nhà chị không có chỗ nuôi hay sao? À, ở công ty à, chị làm ở công ty, chị ở công ty luôn. Ừ. Thì em hiện tại bây giờ em là một cái chủ của máy ấm. Máy ấm của em bây giờ cũng gần lên đến gần hơn 200 bé rồi đó. Bị em nhặt mấy đứa bị bỏ rơi cơ nhở, bị chủ ngược đãi đánh đập hành hạ, rồi cứu trong lò mổ cũng có nữa. Nói chung là mỗi ngày luôn, không có khi nào mà vắng tụi nó hết trơn đó. Thì sẵn dịp thì đến đây chị đã đặt chân đến máy ấm rồi thì đó, thì chị có muốn gửi gì thông điệp gì đến tất cả mọi người mà đang đánh đập ngược đãi dùng tụi nó làm một cái món ăn không ha chị ha? Em không nói được, mà em nói thương chó mèo nhưng mà em không nói thế nên được. Dạ. Yeah. Mọi người đừng có ăn thịt chó mèo đánh đập động vật. Dạ. Yeah. Thì theo như em trò chuyện với chị thì nãy giờ chắc chị cũng là người miền ngoài đúng không? Em gốc miền Bắc. Đúng rồi. Yeah. Thì em rất là quý. Em rất là quý chị. Tại vì chị là một người con của dân Bắc. Đó, thì đa số những người mà bán chó dạo á là dân miền ngoài không à, miền Bắc.
Hải Phòng, Bắc Ninh, nói chung tùm lum hết trơn, Nghệ An. Nhưng mà không phải là mình gộp lại một đống mà để mình nói là người Bắc xấu xa này nọ, không có. Cái đó bây giờ thời buổi này bây giờ là tùy theo người thôi. Chẳng hạn như là những người mà không có giữ ý thức được, những cái vật gì cũng bỏ vào mồm ăn được. Nói chung là những cái người đó là không có tin nhân quả. Đó, chứ không phải là ai miền Bắc là cũng phải ăn thịt chó, không có, tùy theo người. Tại người ta muốn ăn như vậy đó, người ta muốn chơi chiều trò, muốn ăn giọng, ăn mấy cái thứ như này nè. Đó, hạn như là mát mẻ, xui xẻo gì đó là ăn xả xui. Đó, em rất là quý chị. Đó. Thì với lại cái người chú đó nữa, người đàn ông đó nữa. Thì chờ em xíu nha. Để em. Đó. Thì qua đây, qua cái clip này á, thì em cũng muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người luôn. Thì tụi nó là một cái con vật bốn chân trung thành nhất. Có thể là con người cũng không thể sánh bằng nó nữa. Đôi khi anh nói chị, thì chị coi em chia sẻ xong rồi chị coi phải đúng không. Cho dù chủ nó có như thế nào, có nghèo, không có cái nhà để ở, có miếng chiếu để nằm ngoài đường thôi, thì nó vẫn đi theo, lủi thủi theo chủ nó. Chỉ có chủ bỏ nó thôi, chứ không bao giờ nó bỏ chủ. Mà tại sao mà đỡ lòng nào mà bán nó đi vô cái con đường chết như vậy. Đó. Thì theo như chị thì chị nói, đó nãy chị nói tiếp đi. Em nghĩ là mày, em cũng tin bản nhân của em, nghĩ là cái của mấy đứa này cũng là người. Cái kiếp này em là người, nó có lần hai lần sáu nên em phải cũng tội. Nói chung là mình bệnh em cũng nghĩ là cái cũng có linh hồn của người nên là em rất là thương lượng bệnh. Dạ. Lúc nãy hai đứa đầu đó. Dạ. Mặc dù em không phải chủ nó, đến tân ai mà thấy nó cũng bẫy đuôi nó mừng nữa. Dạ. Nói chung là tụi nó biết á chị. Yeah. Tụi nó biết là ai cứu nó. Yeah. Giống như từ nãy giờ thì đó chị thấy đó, giống như năm con bé này. Yeah. qua sơ lược cái thể trạng của bé thì năm bé có đứa bệnh. Yeah. Có đứa khỏe. Yeah. Có nhiều đứa thì có ve nhiều quá trời nhiều luôn. Yeah. Thì cũng là một cái lý do mà để cái người chủ bán nó đi. Yeah. Đó, thứ nhất thì cái con bé mà màu trắng trắng đó, ôm nhơm nhách luôn, không chị thấy không? Giống như là nó bị bệnh gì đó, nó thiếu sức sống, nó ôm nhơm nhách à, hay là chủ bỏ đói nó không, cũng không chừng. Thì từ nãy đến giờ thì cả nhà cũng thấy đó, thì mình đã cho năm bé này uống thuốc ve hết trơn luôn rồi đó. Tại vì trước khi vào máy ấm thì phải cho uống thuốc ve, nhưng mà bé nào cũng vậy chị. Trước khi vào máy ấm thì em sẽ test bệnh cho bé, tất cả bé hết luôn, coi có bệnh gì hay không. Nhiều khi có những người chủ cũng khốn nạn lắm. Bé, mấy bé chó của mình á, nó có thể bệnh là care, bạc vô, là bệnh đường ruột á, có thể là ị ra máu chết. Em sợ nhất là bệnh đó. Đó. Thì bây giờ thì năm con bé này em sẽ chút em sang chuồng cho rộng tí xíu. Rồi xong xuôi á, bây giờ cũng khuya rồi, 11, 12 giờ khuya rồi. Em sẽ sáng mai bác sĩ bảo sẽ qua sớm để test bệnh cho bé, ký sinh trùng máu, bạc vô, care. Rồi xong sổ dung chích ngừa cho bé. Nếu mà không có vướng phải ba cái bệnh đó thì mới chích ngừa được. Và xem xét con bé có sốt hay không. Nếu mà sốt thì không có chích ngừa được. Thì bây giờ có những cái trên đời này, bây giờ hiện tại bây giờ có những người chủ nó khốn nạn lắm. Bệnh gần chết hay như thế nào đó. Một á, có nhiều người nhà giàu á, một á là dục hùng gác. Còn hai á là bán cho lò mổ lấy tiền. Ngu dại gì mà không bán. Đó là như vậy đó. Người ta không có suy nghĩ là giống như là chỉ biết cái đồng tiền thôi. Chứ không suy nghĩ tội nghiệp hay gì ấy. Người ta chỉ nghĩ là con gà. Dạ. Có là nhiều người, người ta sợ lông xóm mèo đi xem chó gì kia, người ta lấy cái tắm. Đâu chị. Em nhưng nghĩ là tắm sạch sẽ thì mới cho thầy du định kỳ thì không sao ấy. Đúng rồi. Nhưng mà em nói chị á, nếu mà nói như chị thì cũng không được. Tại vì trước khi mình chuẩn bị tâm lý mình nuôi một con bé chó thì mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Chẳng hạn như nhà có em bé này nọ, lúc mà bệnh tật ốm đau xong xuôi rồi biện lý do, thì cũng có những người mà mang chó lại cho em, đưa cho em vậy đó. Ghẻ lỡ thì đó, ghẻ lỡ. Em cũng như ngoài chủ không thích chó mèo, nhà có mình em là thích thôi. Dạ chị. Chứ gia đình em là không thích chó mèo. Dạ.
thì có những người thì không thích chó mèo, chẳng hạn như chị nói gia đình chị đó, nhưng mà những người đó thì từ đó giờ đâu có ăn thịt chó đâu, đúng không? Thì với là cũng đâu có nuôi chó đâu, không thích, nhưng mà mình không nuôi. Để đã mình không thích rồi là mình không nuôi, chứ mình không thích rồi mình nuôi tụi nó, mình hành hạ tụi nó, mình cho tụi nó giữ nhà xong xuôi rồi cái bệnh ốm đau ghẻ lỡ cái sợ bài lòng vô bệnh phổi này nọ, cái đó không có đúng đâu, cái đó là tâm lý thôi, đừng có đổi thừa tụi nó. Em cũng có nuôi một đứa, nuôi một đứa này từ giám đốc người ta nuôi một đứa. Em cũng ôm ngủ thuốc chứ đâu có sợ đâu. Thì đó đó, không thì em có thấy cái hình Zalo chị em cũng thấy rồi đó. Thì em cũng nói chung thì em cảm ơn chị nhiều lắm. Không, em phải cảm ơn anh đấy. Anh nhận nói chứ em không biết tìm tưởng tụi nó làm sao luôn á. Dạ, bây giờ là nói về mà tụi nó thì ngày nào cũng có. Ngày nào em cứu cũng được đó. Ngày nào cũng có người gọi điện thoại liên hệ với em hết trơn á. Thì nhưng mà những cái chuyện mà đau thương không à, thì máy ấm của em á là không nhận mấy bé cháu có chủ. Nhưng mà em sẽ dành tình cảm cho mấy bé này nhiều hơn. Đó, tại vì cháu có chủ rồi là đã, mình đã chuẩn bị tâm lý mình nuôi nó, mình phải có trách nhiệm chứ. Còn nhỏ xíu dễ thương, giống như chị nói đó, dễ thương ôm cưng nựng ngủ chung. Lúc mà bị bệnh hay là bị rụng lông hay là bị cái gì đó là xua đuổi nó, người ta coi tụi nó giống như là một cái món đồ chơi, một cái vật trang trí trong nhà cho vui thôi. Đến khi mà giống như cây hoa đó, như chân trong nhà nó tàn rồi xong dục hùng gác giống vậy đó. Vậy là không có được, không có tình người. Thì giống như là mấy người đó cứ nghĩ đi, chẳng hạn như sau này, giống như đơn giản như ba mẹ mình ở nhà đó. Sau này chẳng hạn như giờ dục tụi nó hùng gác vậy, rồi mốt lỡ rồi mình già cả con cá mình dục hùng gác, rồi mình có sống nổi hay không. Mà chẳng tụi nó không có biết nói chuyện. Ví dụ như con người mà vô gia cư đi đó, chỉ thấy giờ ngồi ngoài lề đường dốc cầu còn xin ăn xin tiền được. Còn đối với tụi nó thì tụi em nó nghĩ vậy đó. Đối tụi dạ có người, nhiều người thì giống như mấy chị em mồ côi vẫn có người ủng hộ, nhưng mà chó thì đâu có ai thương đâu, động vật thì chả ai thương gì hết. Dạ nên là em ưu tiên động vật hơn. Dạ đó thì bây giờ em sẽ mang con năm bé chó này, cũng là chắc chắn là kể từ đây sắp tới nó là con của em. Đó thì bắt đầu ngày mai em sẽ test bệnh, em con nào bệnh thì em điều trị bệnh cho nó. Đó thì có gì em sẽ, chẳng hạn như con bé nào nó bị bệnh hay bị cái gì đó tình trạng như thế nào, nặng nhẹ thế nào, em sẽ liên hệ em nhắn tin cho chị biết. Còn về cái quy định của máy ấm của em á, thì chắc chắn là một khi em đã nhận bé rồi là em sẽ không cho tặng, mua bán chào tặng cho người nào hết. Cho dù cái người đó yêu thương chó như thế nào. Em sẽ giữ em nuôi đến già đến chết luôn. Để làm tròn trách nhiệm cho hết cái kiếp của tụi nó. Tại vì tụi nó đã kém số rơi vào cái kiếp chó vậy đó. Cũng đau khổ lắm. Thôi mình giúp cho tụi nó. Tại vì con người bây giờ thời buổi này thì tất cả cộng đồng mạng, YouTuber này nọ cũng giúp nhiều lắm. Nhưng mà đối với tụi nó cũng ít người giúp lắm. Thì em sẽ giang tay em giúp tụi nó ha chị ha. Rồi thôi, trước khi mà kết thúc cái video clip này á, thì chị nhắn nhủ với tụi nó đôi lời đi. Thì chị, tụi nó cũng là, chị đã nâng niu chị ẵm nó rồi, chị giang tay của rồi, chị nhắn nhủ đôi lời đi để tụi nó an tâm về máy ấm ở hạnh phúc. Thôi năm con bé này á, để em nói chị nghe, để em sẽ đặt cái tên cho nó ha. Một cái tên thôi, để em đặt cho nó là Bibo đi ha. Ha chị ha, Bibo là bị bỏ đó. Là bị chủ bỏ, bị chủ bán đó. Chứ bây giờ nhiều bé quá rồi. Bây giờ trong máy ấm của em toàn là tên là Bibo không, kêu Bibo cái là chạy lại hết trơn luôn. Em nói thiệt á. Trời ơi, cái mấy tụi này nè, nếu mà nó về á, 1-2 ngày đầu nó chưa quen á. Chứ 2 tuần sau chị thấy nó khác, nó mập mập liền à. Hai cái này là chịu ăn, mày được chứ chịu ăn. Cái đứa kia ở ngoài kìa, nó mà chịu ăn là mập lắm á. Nên cũng tròn này nè, nhưng mà nãy cho ăn không được.
không chịu ăn, ngồi im tại chỗ, không đi đâu hết. Mà em nói thiệt luôn, nghĩ sao mà nở lòng nào mà bán tụi nó cầm cái số tiền đó mà đi ăn uống no nê hay thiệt. Mà trong khi đó thì tụi nó rơi vào cái địa ngục trần gian. Vô trọng á, chị thấy đó, mấy lò mổ á, đâu phải nó vô nó chích thuốc mê hay nó giết gì đâu. Nó lấy mấy cái vòng cổ, nó kéo đầu lên, nó đập đầu xong. Em cũng thấy. Đó, nó thấy mình đó. Em thì chưa có thấy tận mắt nha, nhưng mà em cũng hay sườn xem trên tivi, trên mạng này nọ, hay thì ghê quá. Cảm giác như là mình ấy, xong rồi cảm giác sau này mình cũng bị như vậy. Thì đó. Thì đó, thì cái cảm giác mà cái người mà mổ nó vậy đó, rồi lỡ người ta bắt mình mổ vậy đó thì như thế nào? Sao không có đánh đổi lại được vậy ha? Với lại cái việc á, thì em cũng qua cái clip này em cũng nhắn nhủ đến những cái người mà phụ nữ, những người đàn ông mà đang làm những cái nghề này, chị thấy không? Trên cái xã hội Việt Nam mình bây giờ rất là nhiều nghề để làm. Chẳng hạn như là phụ người ta bếp núc nè, rửa chén, rửa ly, bán cà phê, nhân viên đổ xăng này nọ nhiều lắm chị. Công nhân viên khu công nghiệp nhiều lắm mà tại sao không làm? Mà làm những cái này là nó có nhân quả nha chị. Đó, giống như chị thấy cái người phụ nữ á, mà nếu mà chị theo dõi clip của em, chị thấy người phụ nữ mà em hay dí, em dí bắt á, bây giờ là người phụ nữ đó gần cái máy ấm của em luôn. Đó, mà bây giờ là bị nhân quả đó, là bán cái nghề chó này giàu lắm. Mà bán xong xuôi á thì có một ngày nào đó đó, thì ở sớm người ta kể thôi, em đi theo dõi á, điều tra theo dõi thì người ta nói là trong cái thời gian mà giết mổ á, bãi đem về cho chồng mà giết mổ, thì con bé chó giống như là nó mê mê tỉnh tỉnh á, nó phập cái mặt bả nát luôn. Đó là cái nhân quả đó, giết nó bây giờ tự nhiên không, nó đâu có làm tội tình gì đâu, mà làm cái nghề này á, thì chắc chắn thì nói chung không có nói đâu cho xuể trơn, chắc chắn là sẽ gặp nhân quả thôi. Thì đơn giản, nhân quả nhãn tiền mà. Giờ giết tụi nó, mốt tụi nó giết lại vậy thôi, cứ như vậy đó. Thôi cũng khuya rồi, thôi chị sắp xếp thì chị thu xếp chị về ha chị ha. Rồi cái máy ấm của em, cái quy định á là khoảng nếu mà thăm á, khoảng tầm 3 giờ chiều hơn á, chị lại đi thăm. Tại vì nhiều khi nó gần mấy dãy nhà trọ làm phiền người ta mất công lắm. Cái giờ đó thì người ta chưa đi làm về, nhiều khi chưa chị qua cái người ta đang ngủ trưa mất công phiền người ta đó. Ha chị ha. Đúng rồi chị, chị có một cái mà tiêu chí vậy á, em thích á. Tại vì chị thấy á, một mấy con bé chó cỏ vậy nè, đôi khi á, tự nhiên cái chị bỏ tiền ra, cái chị mua những cái con chó như mặt sệ, bu đồ này nọ về, giống như là mấy bé chó kiển rồi. Nhưng mà chị suy nghĩ thêm xíu thôi, có mấy bé chó bị bỏ rơi đánh đập tội nghiệp lắm. Đúng rồi, tại vì một khi mình đã dành tình thương cho tụi nó rồi thì không quan trọng là đẹp hoặc xấu. Thôi nghiệp hết trời luôn. Từ chiều giờ chị có cho bé ăn cái gì không? Em cho ăn hạt uống nước, mà hai đứa ăn sẵn luôn. Vậy hả? Hai đứa kia thì không ăn, hai đứa kia để chùa lại, không dám hết mà. Hai này uống sạch nước, ăn sạch hạt luôn. Vậy hả? Không, để em biết chứ không cho nó ăn. Ở trong em cũng xài cái hạt này nè. Mèo hoang. Mỗi lần đến em cho ăn hạt, sáng cứ chuẩn bị hạt cho nó. Nè, ở mấy ấm em không có nuôi mèo. Mà chị nhìn đây nè. Mèo em á. Em thấy. Mèo bây giờ cầu nó đang đẻ nhanh luôn. Cầu mà 20-30 con vậy. Mèo của ai không biết, mà đẻ với lại đến giờ ăn là lại đây ăn nha. Còn sáng đi đâu mất tiêu. Vậy đó. Nè thì nó đỡ bị bắt hơn là chó, nhưng mà nói chung mấy cái thành phần mà xấu của xã hội á, bây giờ những cái mà buổi tối nè, vô nhiều khi nhảy vô nhà người ta ăn cắp mèo, cắp chó. Chứ con nào cũng bắt á. Mệt quá, ngủ quá. Con đen á đó, tội nghiệp á, con đen ngủ gục á. Thôi để em sắp xếp, để em chuyển lòng cho tụi nó thoải mái hơn ha chị ha. Con này nè là bị viêm da nè. Còn con kia không biết sao mà thấy ốm đói quá. Con trắng á bị bệnh hay gì á. Còn con đen em thấy nó khỏe nè. Con kia cũng khỏe luôn. Đen
thở hồng hộc luôn ấy, cảm giác đúng rồi. Ghê quá. Mấy người đó làm ăn kỳ cục quá. Thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Bye bye con nha, mình đứa nha.